Trong khuôn khổ các hoạt động năm du lịch quốc gia, Điện Biên và lễ hội Hoa Ban năm 2024, Điện Biên đã ra mắt show diễn thực cảnh Huyền tích Uva nhằm mang lại cho du khách trải nghiệm mới lạ và hấp dẫn. Show diễn sẽ được tổ chức vào 18 giờ các ngày từ ngày 13 cho tới ngày 15 tháng 3 và ngày 17 tháng 3 tại bản Uva, xã Nong Luống, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, bao gồm 3 chương. Chương 1 là huyền tích về người Thái và Uva, sự tích quả bầu, những dấu ấn cổ xưa của dân tộc Thái. Chương 2 là truyền thuyết Khăn Piêu, gợi ca tình yêu và huyền thoại Khao Cút. Chương 3 đó là nghi lễ và văn hóa nét đẹp nhân văn lâu đời, niềm tự hào của người Thái và sự liên kết giữa hiện tại và quá khứ, giữa con người ngày nay và gốc tích nguồn cội.